Hello Captain Neil. Là một tín đồ của sashimi cho nên là mấy cái buffet ngon nghẽ kiểu như ai sushi đâu thể thiếu được dấu chân của tôi đâu. Đây thì có hai phần buffet là Kiku và Sakura. Kiku thì giống như Sakura vậy đó, nhưng mà có thêm thịt nướng và một số cái phần cơm lương Nhật nữa. Đến vì sashimi cho nên là mình hay gọi cái phần buffet Sakura hơn, tại vì trong này cũng có một phần thịt nướng á, là cũng đủ rồi, còn để bụng ăn sashimi nữa chứ. Cái món khoai lang mà chấm bơ này rất là ngon nha mọi người. Còn những cái cuộn cơm sushi này á, rất là hấp dẫn, nhưng mà đừng để bến lùi nha, chỉ nên gọi cái crispy unagi thôi nè. Thì trong cái buffet Sakura chỉ có một cái loại này là có lương Nhật thôi đó. Ngoài sashimi thì những món này cũng rất là hấp dẫn, mọi người có thể gọi để ăn kèm nha. Trong những điểm mà mình rất là thích ở sushi là cái món chụp hình xe rồi ra ngoài nó y chang vậy đó. Mình rất là thích gọi cái món mực ống sukiyaki này với lại cái thịt nướng nữa nè. Mọi người thấy không, đâu cần gọi kiku đâu, vẫn có thịt nướng nè, ăn tha hồ nha. Gần đây thì cũng có nổi lên một cái buffet sashimi khác, nhưng mà tụi mình cũng hơi lười thay đổi tại vì ăn ở đây thấy ngon rồi á. Karage đây rất là ngon nha mọi người, da rất là giòn và bên trong rất là juicy, còn trứng hấp cũng rất là ngon nữa. Mình tới cái đoạn chính nè, ăn một cái phần tôm mà tụi mình khá là thất vọng tại vì cắn hoài mà không thấy tôm đâu, bột không là bột à. Còn cái phần mực sốt teriyaki thì thấy nhỏ hơn trong hình rất là nhiều và không có được giòn ngọt như mọi khi. May là cái khoai lang vẫn còn ngon á. Cơm cuộn lương á, nhìn hoài không thấy lương đâu luôn, toàn ở đâu không à. Cực nghèo đêm mấy cũng tan thành mây. Vậy là sau bao nhiêu năm giữ vững phong độ thì sushi cũng đã không còn như xưa nữa rồi. Đã đủ động lực ở lần sau thì thử chỗ mới, hiu hiu.